Chào các bạn, New Zealand là một đất nước có nền giáo dục chất lượng cao, hệ thống giáo dục tiên tiến, trang thiết bị thì hiện đại. Học sinh, sinh viên quốc tế theo học tại New Zealand sẽ được hỗ trợ tốt và có nhiều cơ hội học tập, các khóa học đa dạng và được giảng dạy một cách tận tình tại các trường cao đẳng, đại học và các học viện kỹ thuật. Thì hôm nay Tân mình xin giới thiệu đến các bạn về trường Windsor Resort College. Về thứ nhất thì trường được tọa lạc tại vùng Windsor thuộc đảo Nam của New Zealand, là một trong những địa điểm du lịch mạo hiểm và nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới, so với 30 khu nghỉ dưỡng và khách sạn cung cấp như là các resort và là nơi học tập rất là lý thú cho sinh viên. Còn có rất nhiều cơ hội để xin làm việc bán thời gian khi các bạn theo học tại đây, tại các làm việc cho các khách sạn hàng đầu tại New Zealand. Vì tại sao bạn lại lựa chọn trường này? Thì là trường là một môi trường học tập an toàn và lý tưởng, và có nhiều ngành học, nhất là dịch vụ nhà hàng và khách sạn. Về chương trình giảng dạy thì rất là chất lượng, đạt chất lượng cao, được công nhận trên quốc tế, và cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp rất là cao. Trong suốt thời gian học tập 9 tháng bạn sẽ được hưởng lương đầy đủ và có cơ hội chuyển tiếp lên cử nhân và ngành quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn của các nước như là Thụy Sĩ và Úc v.v. Về đội ngũ giảng dạy đồng thời cũng là các nhà doanh nhân nổi tiếng tại New Zealand trong các lĩnh vực khách sạn và nhà hàng. Thì về các chương trình và mức phí đối với ngành quản trị kinh doanh và quản trị kinh về ngành quản trị du lịch nhà hàng khách sạn thì thời gian học các bạn sẽ học 2 năm, mức học phí là khoảng 25.000 đô New Zealand. Về thời gian nhập học là ngày 9 tháng 1 năm 2012 và ngày 9 tháng 7 năm 2012. Thì các thông tin trên là mang tính chất tham khảo, các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết thì có thể truy cập vào website tddvn.com. Thì cách liên thông là khi các bạn hoàn tất khóa học tại trường thì các bạn sẽ có cơ hội chuyển tiếp theo học năm cuối của chương trình cử nhân ngành quản trị nhà hàng. Thì các bạn có thể chuyển qua các trường ở Sydney v.v. của Úc. Về chương trình cử nhân ngành kinh doanh quốc tế thuộc lĩnh vực quản trị nhà hàng khách sạn thì các bạn có thể chuyển qua học tại trường của Thụy Sĩ. Về cử nhân quản lý ứng dụng tại trường thì các bạn có thể chuyển đến học tại cũng học nhưng mà tại các trường nổi tiếng của New Zealand. Về lịch học thì kỳ 1 thì các bạn học vào tháng 11 cho đến 12 tuần, các bạn sẽ học lý thuyết và thực hành, trong đó là 9 tháng các bạn sẽ thực hành, nhưng mà 9 tháng này thì các bạn sẽ được hưởng lương. Về làm việc trong thời gian học thì theo quy định của nhà nước, của chính phủ New Zealand thì sinh viên quốc tế được làm thêm là 20 giờ mỗi tuần trong các kỳ học và làm bán thời gian.